Chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình diễn đàn CEO của truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, mỗi nhân vật CEO khi đến với chương trình của chúng tôi đều mang đến một câu chuyện về quá trình bén duyên và lập nghiệp của họ. Đó có thể là doanh nghiệp do họ bỏ tiền của ra để đầu tư vào, hoặc doanh nghiệp đó là do họ giữ vai trò điều hành. Và câu chuyện của nhân vật ngày hôm nay sẽ như thế nào? Bài học kinh nghiệm nào sẽ được chị chia sẻ với tất cả quý vị? Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi một vài ghi nhận của VTV. Quý vị đang theo dõi chương trình diễn đàn CEO được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV và tôi là Hoàng Phi. Sinh năm 1981, tốt nghiệp ngành sinh học tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 và được cử về một đơn vị giáo dục để giảng dạy. Thế nhưng công việc đam mê ấy không thực hiện được. Và theo một sự sắp đặt, chị về tiếp quản sự nghiệp của bố mẹ là công ty chuyên sản xuất các loại thiết bị phụ tùng trang trí xe máy vì thiếu hụt nhân sự. Không có chuyên môn nhưng có nhiều kinh nghiệm từ những lần phụ việc trong xưởng sản xuất của gia đình từ khi còn rất nhỏ, chị đã mày mò, học hỏi và phát triển doanh nghiệp của gia đình. Bằng sự tận tâm, những lần trải nghiệm và nhiều lần vấp ngã, sức bền và ý chí phấn đấu, quyết tâm của người phụ nữ ấy lại càng được bồi đắp thêm gấp bội phần. Câu chuyện cụ thể về CEO Đỗ Hồng Nhung sẽ được gửi đến quý vị trong phần trò chuyện ngay sau đây. Xin chào chị Đỗ Hồng Nhung, ngày hôm nay thì rất cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chương trình diễn đàn CEO trên VTV. Xin chào Hoàng Phi và chào quý vị khán giả đang xem đài. Thưa chị, sau khi tìm hiểu một vài thông tin về chị thì chúng tôi rất ấn tượng với một cái việc như thế này. Trước đây thì chị chia sẻ là chị đã từng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và có hẳn công việc. Nhưng mà sau đó chị lại chuyển hẳn một công việc của mình. Và cho đến bây giờ chị là tổng giám đốc của một công ty về phụ tùng trang trí xe máy. Thì tại sao lại có một cái sự chuyển vai nó ngoạn mục như thế ạ? Thì nói thiệt với Hoàng Phi thì cái giai đoạn đó là thời mình còn đi học á, thì mình cũng định hướng là mình cũng thích cái ngành nhà giáo và mình cũng muốn trở thành một cái nhà giáo tương lai để mà có thể chia sẻ những kiến thức cho nhiều học sinh của mình. Mình cũng có đam mê, nhưng khi mà mình đã tốt nghiệp rồi á, thì nó có một cái trở ngại, đó là do cái việc kinh doanh gia đình là không có một cái người để mà phụ quản lý hoặc là kế thừa một cái doanh nghiệp mà cũng khá là lâu rồi. Vì cái doanh nghiệp của mình nó cũng đã tồn tại tới cái thời điểm mà mình tốt nghiệp, nó cũng đã hơn 20 năm. Thì giữa cái lúc mà giai đoạn khó khăn đó thì mình phải quyết định và chọn lựa giữa một cái sự nghiệp của riêng mình, một cái niềm đam mê và một cái trách nhiệm đối với gia đình mình. Thì lúc đó mình cũng rất là băn khoăn vì mình khi mình nhận nhiệm sở rồi mình cứ đứng mãi ở ngoài cái văn phòng đó mà mình cứ băn khoăn là bây giờ mình phải làm gì đây. Nhưng mà sau khi suy nghĩ nhiều lần thì mình cảm thấy là trách nhiệm gia đình vẫn hơn, vì mình còn gia đình, mình còn anh chị em và còn bao nhiêu công nhân khác là đang phải cuộc sống của họ đang phải chờ đợi vào cái sự quản lý của mình và sự tiếp quản kế nghiệp của mình. Thế là mình cũng phải quyết định là chọn lựa cái sự kế nghiệp này và đi theo một cái lĩnh vực hoàn toàn khác mà mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đi theo nó. Khi chị nhận cái sự nghiệp với gia đình lại thì cái chị quan tâm đầu tiên và chị băn khoăn nhất là điều gì? Cái lúc đó thì mình nghĩ là không biết là với một cái sự giống như là mình chưa từng trải nghiệm qua và mình chưa có một cái kiến thức về một cái ngành hoàn toàn khác, một cái ngành hoàn toàn là như một ngành kinh doanh, trong khi đó mình lại theo một cái ngành giáo dục, thì mình cũng rất là băn khoăn là không biết mình có đủ cái kinh nghiệm và đủ một cái sự trải nghiệm để mà có thể làm hết tất cả mọi công việc hay không. Nhưng mình nghĩ rằng bao nhiêu người cũng như mình, người ta làm được thì nhất định mình phải làm được. Thế là mình cứ thế là mình quyết tâm và mình bắt đầu học hỏi và tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm từ những anh chị đi trước, từ cha mẹ, từ nhiều bạn bè, để từ đó mình có một cái sự tự tin hơn và mình quyết tâm hơn để mà mình có thể quản lý cái công việc kinh doanh mình tốt hơn. Thưa chị, tôi có một thắc mắc là như thế này. Khi đứng giữa hai sự lựa chọn, giống như chị chia sẻ vừa rồi, đó là khi đứng ở trước cửa của sở giáo dục, thì mình suy nghĩ là mình không biết là sẽ chọn con đường nào đây. Khi đứng giữa hai sự lựa chọn đó, thì tại sao chị lại quyết định là mình sẽ chọn về kinh doanh, trở về cái công việc kinh doanh của gia đình, chứ không phải là niềm đam mê của mình? Bởi vì
nếu mà đam mê thì nó sẽ tốt hơn, mình làm công việc sẽ tốt hơn chứ. Thì thực sự mà lúc đó mình cũng có từng suy nghĩ là mình phải đi theo niềm cái đam mê. Nhưng mà mình nghĩ là ok, có thể là mình sẽ tiếp quản cái công việc, tại vì cái công việc lúc đó là không có người quản lý, nó sẽ là một cái ưu tiên số 1 mình phải cần giải quyết gấp, vì công việc đó nó không thể nào ngưng lại và nó chờ đợi mình. Nhưng khi mình tiếp quản nó rồi, mình giải quyết nó trước đi. Khi mà mình đã có một cái công việc ổn định và mình giải quyết nó đã theo một cái quy trình rồi, thì khi đó mình có thể trích ra một cái quỹ thời gian nào đó trong một cái quá trình làm việc của mình để mình có thể quay lại mình tiếp quản một cái niềm đam mê và tiếp tục thực hiện đam mê của mình. Nó sẽ tốt hơn là bây giờ mình đi hẳn một cái nghề giáo dục, thì khi đó thì công việc của mình sẽ ngưng trễ hết và mình sẽ giải quyết như thế nào. Nó sẽ là một cái bài toán, coi như là nó mình phải cân nhắc kỹ để xem cái nào mà nó thiệt nhiều hơn và nó mất nhiều hơn, và nó cần giải quyết trước tiên thì mình sẽ đặt ưu tiên nó lên hàng đầu. Như vậy thì khi mà chị quyết định chị về làm cho gia đình thì ý kiến từ gia đình của mình như thế nào ạ? Thì lúc đó thì ba mẹ mình cũng rất là băn khoăn, là vì là mình đã tốn coi như là bao nhiêu thời gian, là coi như là đã học xong hết rồi, bằng cấp thì cũng đã có hết rồi, và nhiệm sở mình cũng đã nhận rồi. Nhưng mà liệu như vậy thì có phí bao nhiêu công sức của mình đã đi theo cái niềm đam mê mình bao nhiêu năm nay không? Nhưng mà mình cũng động viên ông bà và anh chị trong gia đình là nói là không sao đâu. Thì những cái kiến thức mình đã học rồi, không ít thì cũng nhiều, nó sẽ hỗ trợ cho cái việc kinh doanh sau này của mình. Vì quan trọng là những kiến thức đó, và mỗi người khi mà họ học xong rồi thì cái người đó có áp dụng được vào cái công việc họ như thế nào. Khi mà chị nhận công việc này, cái mà chị quan tâm đầu tiên nhất là gì? Thì đầu tiên là mình về thì mình cũng không biết là phải phân phối như là cái dòng tiền của cái một cái doanh nghiệp như thế nào. Nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn, tại vì mình không biết là phải làm như thế nào cho cái khoản chi, khoản thu, khoản này kia. Thì mình cũng phải học ngay từ đầu, học từ những cái nhỏ nhất là mình phải chia những cái nhỏ trước và chia như thế nào, và chia ra là cái ưu tiên nào là số 1, số 2, cứ thế là dần dần, và học những cái nhỏ để mà đi lên tới những cái lớn hơn. Có phải là chị chỉ nhận công việc của gia đình mình theo sự sắp đặt của bố mẹ và không cần lựa chọn nào khác là mình phải về mình kế nghiệp, hay là chị đã vạch ra sẵn con đường, chị quyết định là mình từ bỏ cái việc chuyên môn của mình là về giáo dục và mình đi theo con đường này và mình phát triển doanh nghiệp của mình lên cho tới bây giờ? Thật ra là cái này là giống như là người ta nói là giống như con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Thành ra tuy là chị chưa qua trường lớp kinh doanh, chưa qua một cái lớp gọi là một cái khóa đào tạo về kinh tế nào hết, nhưng mà mình được sinh ra từ bé trong một cái môi trường kinh doanh. Thành ra ngay từ rất là bé rồi, thì khoảng chừng lớp 2, lớp 3 thôi là mình đã biết phụ ba mình, là mỗi trưa đi học một buổi và về thì mình cứ thế là mình cứ phụ ông là ra ngoài là làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, rồi biết sắp xếp hàng hóa và biết nhìn nó như thế nào. Thành ra từ đó mình có một cái cảm nhận và một cái sự kết nối về cái ngành nghề của mình nó phát triển từ những cái ngày đầu. Và cho tới khi mà nó phát triển lớn mạnh hơn thì mình có một cái giống như là cái máu kinh doanh nó chảy trong người mình vậy đó. Thành ra cứ thế là khi mà lớn lên rồi á thì ông bà kêu là mình quyết định là chọn theo cái ngành kinh doanh, thì mình cũng cảm thấy là ok, thì mình hãy xem nó là một cái niềm đam mê mới đi, và mình một cái thử thách mới, và mình cũng đã có một cái sự va chạm rồi, thì bây giờ thì mình hãy thử thôi, mình coi mình có một cái sự đam mê mới hay không. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm nay với nhân vật của chúng tôi sau ít phút nữa. Thành lập năm 1981 cũng là lúc CEO Đỗ Hồng Nhung ra đời. Tổ hợp sản xuất gia đình và sau đó là công ty sản xuất và thương mại về các thiết bị phụ tùng trang trí xe máy mang tên Đại Lợi, được cha mẹ của CEO Đỗ Hồng Nhung chăm chút và dành tâm huyết cả đời, như đứa con tinh thần xuất hiện cùng với đứa con máu mủ ruột thịt của mình. Gắn liền với những công việc sản xuất của gia đình từ khi còn rất nhỏ, vị CEO này dường như thấu hiểu tất cả mọi ngõ ngách trong quá trình sản xuất của gia đình mình. Cũng chính vì lý do đó, khi đứng giữa hai lựa chọn
chị vẫn chọn trách nhiệm với gia đình, với công việc đã tạo ra nguồn sống cho cả gia đình và cho cả chị. Nối tiếp công việc điều hành doanh nghiệp của gia đình, ngay từ những ngày còn rất trẻ, chị đã vượt qua nhiều thử thách và chông gai để đưa doanh nghiệp không chỉ đứng vững mà còn phát triển lên tầm cao trên thị trường. Đến nay, doanh nghiệp của chị đã mang tầm vóc khu vực với tên gọi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Kim Phụng, chuyên sản xuất và kinh doanh các thiết bị phụ tùng trang trí xe máy và tiến đến phát triển ở phân khúc ô tô. Trong hơn 37 năm qua, Kim Phụng đã phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng trong khắp cả nước, trở thành thương hiệu quen thuộc với các đại lý cấp 1 là các cửa hàng kinh doanh xe mô tô, xe gắn máy. Thưa chị, mình là một người không có chuyên môn sâu, lại đây không phải là đam mê của mình. Vậy thì chị, ở những buổi ban đầu chị tiếp cận với công việc ra làm sao? Và lúc đó thì có những ai chị nhận được sự hỗ trợ từ những ai ạ? Thì giai đoạn đầu khi mà mình tiếp xúc với công việc này á, thì mình sẽ bắt đầu bằng cái việc là với cây bút và cây viết. Có nghĩa là mỗi lần khi mà có một cái khách hàng gọi đến cho mình cần giải quyết cái vấn đề gì, hay là họ đặt những cái gì, hay là bất cứ một cái gì, mình đều ghi chép lại hết. Và mình ghi chép rất là tỉ mỉ, từ thu, từ chi, từ khách hàng, từ tất cả mọi thứ. Và sau khi ghi chép xong thì mình sẽ bắt đầu, mình sẽ nhờ tới sự hỗ trợ của mẹ mình. Có nghĩa là mình sẽ hỏi là thì cái vấn đề này con sẽ giải quyết như thế nào, thì hay là giá cả này con sẽ quyết định giá như thế nào. Thì cứ thế là mình sẽ hỏi là sự hỗ trợ của mẹ. Còn riêng về cái phần kỹ thuật là khách hàng cần những cái thắc mắc gì về cấu trúc, về cơ cấu, về kỹ thuật thì mình sẽ nhờ tới sự hỗ trợ của bố. Thì ba mình là một cái người làm coi về kỹ thuật, thành ra là có một cái sự thấu hiểu hơn. Mình sẽ nhờ ba mình để hỗ trợ cho mình trong những cái công việc mà liên quan về cái phần cấu trúc hay là kỹ thuật. Thì cứ thế. Còn những cái phần về kế toán thì mình cũng sẽ nhờ hỏi tới lại là những cái bác kế toán trưởng của mình. Cứ thế là mình học hỏi liên tục, và cái gì mình thắc mắc là mình sẽ tìm đúng người, đúng việc, để mà từ đó mình có một cái kiến thức tổng quát về những cái gì mà mình cần phải đang đối mặt và đang thử thách với mình. Nếu mà tính cái thời gian học hỏi đó thì bao lâu chị thạo việc ạ? Thì mình nghĩ chắc khoảng 1 đến 2 năm là mình đã cảm thấy ok rồi. Thì lúc đầu á thì mình cũng khó khăn lắm, vì có những khách hàng họ rất là coi như là cũng hơi khó tính, vì họ quen làm việc với thường nào giờ khi nhờ những công ty họ thường tiếp xúc là với một cái người phải là gọi là cha chú của mình. Trong khi đó mình vừa tốt nghiệp đại học thì chỉ mới khoảng chừng 23, 24 tuổi thôi, còn rất là trẻ. Thành ra khi người ta tiếp xúc với mình, người ta cũng sẽ có một cái ấn tượng là không biết con bé này nó nhỏ quá, nó có làm tốt công việc của mình hay không. Thì lúc đó thì mình sẽ như thế nào, mình sẽ chăm sóc tốt hơn và mình trao đổi thường xuyên với họ hơn. Ví dụ như là nói chỉ cần, thậm chí lúc đó mình nhớ cả số điện thoại. Có nghĩa là khi họ gọi tới mình chỉ cần nhớ 6 con số đuôi là mình đã biết khách hàng đó là ai. Và khi bóc điện thoại lên, mình không cần khách hàng phải chào mình, mà mình sẽ là người chủ động chào tới trước. Thì khi người khách hàng họ gọi tới mình mà họ chưa cần alo, nhưng mà mình đã biết được là đã nghe câu chào rồi và đọc đúng tên của mình, thì họ cảm thấy rất là thích. Và họ cảm thấy là con bé này tuy nhỏ nhưng nó đã nhận định đúng cái vị trí của mình. Có nghĩa là người ta cảm thấy là một cái sự quan tâm của mình dành cho khách hàng, thì tự động cái đối tác của mình sẽ cảm thấy rất là vui và rất là thích cái việc đó. Cứ như là chúng ta tạo được một cái niềm tin với khách hàng lớn tuổi, những khách hàng gọi là tạm gọi là những đối tác. Đúng và rồi. Những người đã quen cách làm việc với lại gia đình của mình, với đặc biệt là cha mẹ của chị. Đúng và rồi. Hôm nay mình tiếp quản lại là chị, bản thân chị là chị suy nghĩ như thế nào và quan điểm nó làm sao khi mà mình phải làm những việc để mình có thể vượt qua được cái hay là cái bóng của cha mẹ mình đã để lại ở cái doanh nghiệp của mình á? Mình nghĩ đơn giản là có thể là ví dụ như là cha mẹ mình ngày trước là khi mà giao tiếp với khách hàng hay là có một cái sự kết nối với khách hàng thì người ta sẽ điềm đạm hơn, chỉnh chạc hơn trong từng cái cách nói chuyện nè, hay là trong tất cả những cái buổi gặp gỡ với khách hàng.
Còn riêng mình thì mình là một cái thế hệ tiếp nối, nhưng mình lại có một cái tuổi trẻ nè, mình có một cái sự nhiệt huyết và khi đó mình cũng phải có một cái niềm đam mê thì mình mới phải làm được cái công việc lúc đó. Thế thì sao? Thì lúc này chị phải tạo ra một cái gì đó đặc biệt hơn và khác hơn với cha mẹ của mình. Bằng cách nào? Thì chị sẽ vui vẻ hơn, hoạt bát hơn và giới thiệu sản phẩm nhiều hơn và nói về những cái lợi ích khi mà khách hàng sử dụng sản phẩm của mình. Là ví dụ như ngày xưa cha mẹ mình là chỉ là chỉ sử dụng những mặt hàng ABC, nhưng mà thế hệ của mình là một cái thế hệ trẻ mà năng động mà, thì mình phải có một cái sức bật hơn. Bằng cách nào? Mình sẽ giới thiệu thêm sản phẩm C, D, E, và mình phải nói với họ rằng với những cái sản phẩm này thì cô chú sẽ mang lại được nhiều lợi nhuận hơn, rồi sẽ trang trải được nhiều chi phí hơn cho cô chú trong cái việc kinh doanh. Thì thế là họ sẽ cảm thấy là con nói đúng, thế là họ sẽ chịu hợp tác với mình và đầu tư một cách là coi như là không ngần ngại và có niềm tin hơn. Thì mình phải tạo ra sự khác biệt như thế. Thì dĩ nhiên thì khi ông bà thấy là đúng rồi, ngày xưa với ông bà tiếp quản thì một ngày mình chỉ bán được 100 sản phẩm thôi, thì nay chị tiếp quản thì trong tất cả sản phẩm thì hôm nay nó đã bán được tới 200 sản phẩm rồi, thì có lẽ là nó phải có một cái sự vượt bậc và một cái sự gì đó là hơn hẳn để mà có thể mang lại một cái doanh số hiệu quả hơn. Các quá trình làm việc của mình thì có bao giờ chị cảm thấy là mình khó khăn quá, mình thôi mình dừng lại đi, mình giao cái sự nghiệp, mình trả lại, mình không nhận cái sự nghiệp này nữa, mình trở lại với chuyên môn của mình là làm giáo dục. Có bao giờ chị nghĩ như thế? Cũng có đấy chứ. Có nhiều lần khi mà khách hàng có nghĩa là trong một cái thời buổi cạnh tranh thì dĩ nhiên là có nhiều, rất là nhiều đối thủ. Thì khi họ muốn bán được một sản phẩm thì họ sẽ dùng rất là nhiều cái cách cũng như là cái chiêu thức để mà gọi là chiêu thức cạnh tranh, như là về giá nè, về chất lượng nè, về chiến lược marketing nè, rất là nhiều. Thì khi đó thì có những cái khách hàng họ cũng gây lại áp lực cho mình. Có những lúc mà gần như là bế tắc, là mình không ngủ được luôn, coi như là thức cả đêm mà cứ ngồi đó là không biết là mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Và cảm thấy rất là mệt mỏi khi mà cứ lẩn quẩn là tại sao là cứ phải là đu theo khách hàng, là tại sao mình cứ hôm nay là phải đáp ứng cái yêu cầu này, ngày mai đáp ứng yêu cầu kia, ngày mốt phải đáp ứng yêu cầu nọ. Mình cảm thấy rất là áp lực và thức cả đêm không ngủ được. Nhưng sau khi mà một đêm mình thức trắng rồi, sáng mình sau khi mà mình ngồi lại, mình tĩnh tâm lại, thì mình cảm thấy là thì trong cái thời buổi cạnh tranh mà, thì dĩ nhiên khi mà muốn phát triển thì phải có sự cạnh tranh. Nếu không có sự cạnh tranh thì không thể phát triển. Nếu mà mình cứ tiếp nối mọi việc cứ diễn theo như vậy thì liệu cái công ty mình có phát triển hay không? Thì có thử thách thì mình mới trưởng thành. Thì ngay cái thời gian 2015 thì mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Vì ban đầu thì mình chỉ có thể là quản lý một khâu trong nhiều khâu, nhưng mà khi đó thì mình phải ôm hết tất cả các công việc, từ đối ngoại, từ đối nội, từ quản lý, từ sắp xếp, coi như là hoàn toàn, coi như 100% công việc. Thì lúc đó, ngày trước mình có thể mình chỉ làm với 50% năng lực thôi, nhưng mà tới giờ phút đó mình phải làm như thế nào? Mình phải làm cả 100%. Thì lúc đó mình gặp rất là nhiều khó khăn và rất là nhiều thử thách, vì không biết là phải bắt đầu lại như thế nào, giống như là một cái bắt đầu lại và một cái sự khởi nghiệp lại. Thì lúc đó quyết định là thôi thì mình hãy để mọi thứ trở về con số 0. Để làm gì? Cho mọi thứ nó rơi hết về con số 0 và bắt đầu mình sẽ bơm lại. Bơm lại nó giống như là một cái hồ nước gì đó. Mình phải cho về con số, xả hết nước ra và bắt đầu bơm nước lại. Để làm gì? Mình mới tìm được những lỗ thủng trong cái doanh nghiệp của mình. Thì khi mình phát hiện ra được cái chỗ lỗ thủng nào đó, mình bắt đầu mình mới vá chỗ đó và mình mới xây dựng lại chỗ đó để mà mình củng cố tất cả mọi thứ. Và mình phải muốn làm tốt thì mình phải đi từ con số 0 trở lên, thì mình mới biết được là mọi thứ nó đang tiến triển tới đâu và phát triển như thế nào. Thành ra là trong giai đoạn đó là mình phải vừa học, vừa làm, vừa củng cố, trên tinh thần là tích cực, phải thực sự tích cực và lúc nào trong cái giai đoạn cũng trong một cái tâm thế là chuẩn bị và phải đối mặt những cái thử thách gì hôm nay là sẽ có những cái thử thách mới như thế nào, những khó khăn mới như thế nào. Nhưng
mình đừng bao giờ nghĩ nó là một cái khó khăn, mà hãy nghĩ nó là một cái thử thách. Và nếu mà bạn đã vượt qua được cái thử thách đó thì chắc chắn cái tương lai tươi sáng sẽ đón chào bạn ở sau cái thử thách đó. Thành ra cứ thế là nó có một cái niềm tin, một cái động lực để mình vượt qua tất cả. Buổi ban đầu thì mình điều hành doanh nghiệp rất là tốt và phát triển rất là vượt bậc. Và đến khoảng thời gian mà chị chia sẻ mình gặp biến cố về gia đình thì sự nghiệp của mình trở về con số 0. Thì lúc đó thì gia đình của chị có những cái động thái, những cái ứng xử như thế nào, nó có thay đổi hay không, hay là vẫn tin tiếp vào mình? Thì ba mẹ mình lúc đó thì cũng hơi hoang mang là không biết là mình có đảm đương được trong cái giai đoạn đó, khi mà mình vừa phải giải quyết về cái tâm lý của mình và vừa phải tiếp tục điều hành cái công việc. Thì ba mẹ mình cũng có một cái khoảng thời gian là nói là thôi thì con hãy nghỉ phép đi trong thời gian vài tháng thì để ba mẹ hỗ trợ cho cái việc kinh doanh, và sau khi con cảm thấy là bình tâm rồi thì hãy tiếp tục công việc. Nhưng sau một cái thời gian mình nghỉ phép thì rõ ràng là ba mẹ mình cảm thấy là công việc đúng là quá nhiều áp lực và quá nhiều khó khăn để mà tiếp quản nó, và vẫn không có đủ một cái sự trải nghiệm vì ba mẹ mình đã lui về để mà sản xuất trong nhiều năm rồi và không có quản lý cái phòng kinh doanh này cũng nhiều năm rồi. Thành ra nó có những cái thay đổi, những cái thay đổi rất là lớn trong cái quá trình mà kinh doanh từ một cái doanh nghiệp nhỏ ban đầu trở thành một cái doanh nghiệp rất là lớn như ngày hôm nay. Thế thì giữa cái lúc mà ba mẹ mình cảm thấy là cũng khó khăn rồi thì bây giờ phải như thế nào đây? Thì mình cảm thấy là ok, thôi thì con sẽ quay trở lại công việc. Và bây giờ nếu mà công việc nó đã như vậy rồi thì mình không thể trốn tránh nó nữa, thì ok, con sẽ phụ với ba mẹ, thì cùng đồng lòng. Bây giờ mình đã coi như là cả hai thế hệ cùng ngồi lại với nhau và tìm ra một cái bài toán giải quyết ok nhất và một cái chiến lược tốt nhất cho cái việc phát triển doanh nghiệp của mình trong cái lúc đó. Vậy thì qua cái quá trình trải qua những thử thách, với những lần quyết tâm của chị như thế, thì những quả ngọt chị nhận được từ sự quyết tâm của ý chí đó là như thế nào? Thì cho tới ngày nay thì cái thành quả mà mình gặt được trong ngày hôm nay á, là mình cũng cảm thấy là rất là vui. Vì ngày xưa thì mình nghĩ là cái thương hiệu của mình chỉ gói gọn trong giống như là trong một cái chợ nhỏ thôi. Thì cho đến ngày nay thì cái thương hiệu của mình nó đã trải khắp từ ngoài Bắc vào Nam. Thì trong tất cả các cửa hàng Honda cũng như các Yamaha, thì khi nói tới cái thương hiệu Kim Phụng của mình thì rất nhiều các anh chị đối tác đều biết. Tuy có thể là họ chưa làm ăn với mình, chưa có một cái sự kết nối với mình, nhưng khi nhắc tới thương hiệu Kim Phụng của mình thì rất nhiều các anh chị đều biết tới. Thì mình cảm thấy cái đó là một cái niềm vui, cũng như là một cái thành quả, là ít nhất là mình đã cống hiến cho cái công việc kinh doanh ba mươi mấy năm nay là một điều coi như là mình cảm thấy là đáng và cảm thấy là rất là vui cho tới giờ phút này. Và tự hào đúng không ạ? Đúng rồi, và rất là tự hào. Và kính thưa quý vị, trước khi đến với phần tiếp theo của cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một bài ghi nhận của VITV. Mình thấy sếp mình là một người rất là có tầm nhìn rất là xa, và chị rất là kỹ và rất là tận tình với nhân viên. Mỗi khi mà những cái gì mà bên nhân viên như bọn mình á, thì mà kiểu chưa có hiểu á, thì chị giải rất là tận tình. Đối với công việc thì chị Nhung là một người quyết đoán, thì cũng là một người phụ nữ giỏi giang và có tầm nhìn xa. Thì chị Nhung là một người rất là tình cảm, rất là thân thiện và rất là hiểu về nhân viên, như kiểu là hoàn cảnh của từng nhân viên như thế nào thì là chị rất là hiểu rõ và rất là chị hay rất là chia sẻ với nhân viên. Trong công việc chị Nhung dễ thì cũng là dễ, mà khó thì cũng là rất là khó. Cái nào đúng thì chị hưởng, còn sai là chị la liền tại chỗ. Còn trong cuộc sống thì chị rất là vui vẻ, hòa đồng. Nói chung là chị cũng tìm hiểu tâm tư của nhân viên như thế nào, rồi có những cái khó khăn thì chị cũng có giúp đỡ. Nói về một câu miêu tả chị Nhung thì em chỉ có thể nói là chị Nhung là một người phụ nữ quá giỏi giang. Giỏi, quyết đoán, cực kỳ quyết đoán và có trách nhiệm.
khi mà nói về doanh nghiệp của mình cũng như nói về chị Nhung thì có một cái câu slogan mà tôi nghe rất nhiều người chia sẻ, đó chính là vươn tới tầm cao Việt. Vậy thì cái khát vọng trong tương lai của mình với những sản phẩm của mình và với sự điều hành của chị Nhung ở công ty của mình thì nó sẽ ra làm sao mà mình đặt ra một cái hy vọng và cái khát vọng như thế ạ? Cũng như mọi người thôi, khi đã làm ra một cái doanh nghiệp thì dĩ nhiên mình muốn cái doanh nghiệp của mình giống như là một đứa con tinh thần, nó phải đi xa và đi xa hơn nữa chứ không dừng lại ở cái mức như hiện nay. Tạo ra một cái doanh nghiệp mà đã có một cái thâm niên là 37 năm trên cái thương trường thì không lý do nào mà tới ngày nay mình lại không phát triển và không phát triển hơn nữa. Cũng mong mỏi là cái doanh nghiệp của mình phát triển ở cái trong cả nước và phát triển vươn cả ra nước ngoài để khẳng định cái thương hiệu Việt của mình. Thành ra là trên cái câu slogan của mình có cái chữ Việt để làm gì? Để cho giới thiệu cho tất cả các bạn trên thế giới đều biết à, đây là một cái sản phẩm hay là một cái thương hiệu của người Việt và nó đã phát triển vượt bậc như thế nào. Và một cái hy vọng mà một cái giống như một cái ước mơ thì tới hiện nay mình là một cái CEO của một cái doanh nghiệp, nhưng ngày mai thì bản thân phải là một cái nhà đầu tư, không dừng lại ở một cái việc là mình chỉ sản xuất ra và cái thương mại một cái sản phẩm, mà mình phải là một cái nhà đầu tư đa sản phẩm và đa ngành nghề. Dạ, phải nói là rất là quyết tâm. Và với những quyết tâm đó thì nhân dịp chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn chị Đỗ Hồng Nhung chia sẻ một vài cái kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý với tất cả những bạn trẻ khởi nghiệp đang xem chương trình ngày hôm nay ạ. Thì mình cũng như các bạn trẻ là khi khởi nghiệp cũng từ có thể là cái xuất phát điểm của mình và các bạn khác nhau, nhưng nó đều có chung một điểm, đó là mình làm một cái ngành nghề mới, một cái doanh nghiệp mới và bắt đầu lại từ đầu. Thì lời khuyên của mình ở đây thì các bạn nên, đầu tiên có nghĩa là các bạn phải quản lý tài chính cá nhân cho thật tốt cái đã. Vì khi các bạn quản lý được tài chính tốt cá nhân thì các bạn mới quản lý được tài chính cho cái doanh nghiệp của mình. Vì cái quản lý tài chính doanh nghiệp nó sẽ phản ánh cái thói quen quản lý tiền, dòng tiền của mình. Khi đó nếu mà bạn quản lý tốt cái quản lý tài chính cá nhân của mình rồi, những cái như là tài chính tự do hay là tất cả mọi thứ hay là tài chính để đi đầu tư như thế nào thì nó sẽ phản ánh trong cái doanh nghiệp của mình. Thì bạn sẽ phải làm tốt cái này. Cái đầu tiên là bạn phải làm tốt nó cái đã. Thì sau đó bạn muốn tính gì tính thì phải làm tốt cái phần này trước. Sau đó khi bạn muốn mở một cái doanh nghiệp thì bạn hãy tìm những bậc thầy trong cái ngành bạn muốn đầu tư. Vì bạn đang ở những cái bình minh, một cái sự khởi đầu của một cái doanh nghiệp. Trong khi đó rất là nhiều anh chị, rất là nhiều đàn anh đã đi trước trong cái ngành hàng này. Thì nếu mà bây giờ bạn bắt đầu từ con số 0 là bạn đã phải đi một đoạn đường rất là dài và với một thời gian rất là dài. Thế thì bạn hãy nhờ những anh chị, đàn chị hay những bậc thầy trong cái ngành nghề mình muốn đầu tư, những cái người rất là giỏi, để bạn có một cái sự kết nối với họ để tìm hiểu những cái kinh nghiệm, những cái sự trải nghiệm mà họ sẵn sàng để chia sẻ với mình, để từ đó giúp cho mình khởi nghiệp nhẹ nhàng hơn và rút ngắn các bước cơ bản và có thể giúp mình đi nhanh hơn. Và cái thứ ba là mình muốn nói với, nhắn nhủ với tất cả các bạn trẻ là làm gì cũng phải có mục tiêu. Có thể là giai đoạn đầu bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng bạn vẫn phải có cái mục tiêu ngắn hạn. Ví dụ như trong tháng này mình phải đạt cái doanh số bán ra bao nhiêu và cụ thể như thế nào. Thì sau khi mình đã vạch ra được một cái mục tiêu thì bạn phải có một cái kế hoạch, có một cái kế hoạch cụ thể để đạt những cái mục tiêu đó. Và khi mình đã có được những cái kế hoạch thì cái cuối cùng là bạn phải hành động. Bạn không thể nào vạch ra mục tiêu, vạch ra kế hoạch, vạch ra chiến lược nhưng bạn vẫn cứ ngồi trong nhà thì không khác nào là bạn ngồi đang đợi sung rụng. Thì vậy thì hãy hành động đi. Hành động thì kết quả bạn sẽ mang lại tốt đẹp hơn. Thì từ những cái mục tiêu nhỏ, bạn đạt được những cái mục tiêu nhỏ thì bắt đầu bạn sẽ đạt những cái mục tiêu lớn hơn. Lớn dần, lớn dần, lớn dần, là mục tiêu 6 tháng, mục tiêu 1 năm. Để từ đó bạn từng bước một và đạt được những cái mục tiêu đó thì chắc chắn cái doanh nghiệp của bạn sẽ đạt được một cái kết quả ngoài mong đợi trong cái tương lai.
Phải nói là có rất là nhiều tâm huyết và cũng như là quyết tâm của chị đã đặt niềm tin vào công việc của mình. Và thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi kính chúc chị sẽ thật nhiều sức khỏe và kính chúc cho Kim Phụng sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Cảm ơn Hoàng Phi và xin chào Hoàng Phi và kính chào các bạn khán giả. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Diễn đàn CEO tuần này cũng đã hết. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem lại hoặc xem trực tuyến chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật những thông tin qua fanpage của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.